Lúc mà trước khi 1992 á, coi như là không có nước nào mà nó có cái technology để detect cái virus đó, cho nên có nhiều nhiều người toàn nước á, nước Mỹ, nước Âu Châu, Á Châu gì á, cũng cũng bị hết. Cho nên lúc mà mấy cái người mà Việt Nam qua đây á thì thấy, lúc mà check cái test á thì thấy nhiều người cũng nhiều Việt Nam, Á Châu bị cái viêm gan C. Thì cái nếu mà có cái cách nào để phòng ngừa Thì nếu mà làm ở trong nhà thương rồi mình tránh lúc nào mà gần máu á, thì mình phải cẩn thận, lúc nào cũng phải mang bao tay, đừng có làm, nếu mà dùng mấy cái kim á đừng có cử động nhanh quá, có thể mà bị mình bị đâm vô cái kim á, thì lúc đó nó có thể chances á, nó có thể bị cái vi trùng đó vô trong người. theo cái lời của bác sĩ Phong nói đó thì Hep B với C nó rất là giống nhau. Cái nếu mà cái gen mà cái người bị B đó thì có thể là bị C thưa không bác sĩ? Đúng rồi, tại vì người ta thường thường nếu mà người nào mà bị hepatitis C á là cũng phải test hepatitis A, cũng phải test hepatitis C, tại có lúc mà thường thường mấy người mà hepatitis C á có thể bị dễ bị cái hepatitis B với A, thường hơn mấy người bình Hồi nãy thường. bác sĩ Phong có nói là trẻ em mà sinh ra cũng có thể lây bởi người mẹ, thì cái phần trăm nó có cao không thưa bác sĩ? Thường thường cái đó cũng không có cao gì, như khoảng 5 hoặc 10% thôi à. Vì như vậy những đứa bé như vậy đó có chữa được không, có thuốc, có một cái treatment nào để chữa cho mấy đứa bé quá nhỏ như vậy không Mấy cái đó thì chắc là mấy cái người mà specialist ạ? biết nhiều hơn nha, tại mình không có kinh nghiệm gì đó. Dạ vâng. Còn trường hợp nào mà bệnh nhân phải dùng tới chemotherapy hoặc là radiation? Cái đó không có, bệnh hepatitis C không có dùng chemotherapy và radiation. Chỉ Thì có chỉ dùng có cái hai cái cancer. thuốc Tại mà vì bác sĩ có interferon. nhắn có cái đề cập tới cancer đó, thì khi mà chai gan nó có thể đưa tới cancer. Khi mà dùng dùng tới biopsy đó thì mình có thể find out được là cái người bệnh nhân đó có bị cancer hay không. Thì khi mà bị cancer như vậy thì không có một cái treatment nào giống như là những cái bệnh như là ung thư phổi hay là gì để mà để mình chữa Thường theo thường, radiation như. thường thường nếu mà bị ung thư gan á mà nặng quá thì người ta phải làm liver transplant thay cái bộ phận gan luôn, nhưng mà mấy người đó phải như là không được uống rượu, không được mà cũng Dạ vâng, đó cái đó là cái những cái câu hỏi kế tiếp, tại thì hỏi những người bị gan nó như vậy đó thì tránh ăn uống những cái gì mà hầu cho cái bệnh họ bị phát triển nặng hơn. Thì bác sĩ mới nói là rượu rượu ngoài ra. là quan trọng nhất, phải Dạ. đừng có uống rượu, Tại sao rượu thưa bác sĩ? tại cái rượu là nó cái rượu nó lọc cái gan, nó lọc Những cái chất cái độc rượu đó. Dạ. chế độc, Dạ. cho nên rượu là một cái mà chế độc Ngoài ra cái rượu còn có một số thuốc nào bị cũng 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 không nên cũng nên tránh không thưa bác sĩ Phong? Như là thuốc Tylenol phải không đúng ạ? rồi, Tylenol, đúng Dạ. rồi, thuốc nào. Nhưng mà cái rượu đó là hình như là phải cái men đó, thì cái yeast phải không ạ? Nhưng mà những cái thức ăn của Việt Nam mình cũng chẳng hạn như là mắm này chẳng hạn, nó cũng là một cái nó một cái loại thức ăn mà nó đi làm lên men ferment, thì nó có ảnh hưởng giống như là rượu thưa các bác sĩ? Thường người ta nói là thèm rượu hơn, Rượu hơn nha. rượu, tại vì cái rượu nó nặng hơn. Nói rượu là tổng quát bia rượu, còn ví dụ như là wine thì sao thưa? Người ta nói là wine rất là tốt Cho cho tim, tim, nhưng nhưng mà thường thường nếu có bệnh bệnh mà nào thì phải phải cử cái đừng có mình ăn uống cái gì mình làm cho hại cái bộ phận trong người đó, Cái người nào mà có cái risk nhiều mà cái tuổi hoặc là cái sex nào, đàn ông hay đàn bà, hoặc là cái group người nào mà dễ bị cái expo với cái Hep B hoặc là C nhiều. thường cái help là mấy cái người mà làm trong nhà thương, Ô vậy hả? tại vì mấy người đó có thể bị kim đâm,
và mấy người mà drug user là bị nhiều nhất. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan tới vấn đề Hep C thì xin bác sĩ Phong liên lạc ở đâu ạ, thưa bác sĩ Phong? Văn phòng ở Miramax 9225 Miramax Suite 206. Đến đây là chấm dứt chương trình kiến thức tổng quát. Hẹn với quý vị vào chương trình kế tiếp.